Sáng ngày 26 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định sắp nhập trường Tiểu học Hòa Bình 1 và Tiểu học Hòa Bình 2 và bổ nhiệm viên chức quản lý giáo dục. Dự hội nghị có đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan. Tại hội nghị, lãnh đạo phòng nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về việc sắp nhập trường Tiểu học Hòa Bình 1 và trường Tiểu học Hòa Bình 2 và lấy tên là trường Tiểu học Hòa Bình. Trường Tiểu học Hòa Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên, hoạt động theo cơ chế tự chủ do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Đồng thời, công bố các quyết định bổ nhiệm vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình sau khi sắp nhập. Theo đó, bổ nhiệm đồng chí Vũ Thị Xứng, hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình 2, giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trao quyết định sắp nhập trường tiểu học Hòa Bình 1 và trường tiểu học Hòa Bình 2, lấy tên là trường tiểu học Hòa Bình và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý trường tiểu học Hòa Bình. Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, Việc sắp nhập trường tiểu học Hòa Bình 1 và tiểu học Hòa Bình 2 là cần thiết, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường lớp, tình hình thực tế của địa phương đồng chí đề nghị trường tiểu học hòa bình cần nhanh chóng ổn định tình hình sắp xếp lại bộ máy tổ chức kiện toàn tổ chức đảng đoàn thể xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các tổ chức đoàn thể phụ huynh học sinh đảm bảo việc học tập của các em học sinh diễn ra theo kế hoạch đặc biệt tập thể ban giám hiệu cùng các giáo viên của trường cần đổi mới phương pháp giáo dục xây dựng trường là một trong những lá cờ tiên phong của ngành giáo dục huyện từ đó không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển chung phục vụ nhu cầu học tập của con em trên địa bàn xã mà tạo được sự cạnh tranh và thương hiệu của nhà trường thu hút học sinh ngoài địa phương khi xã hòa bình trở thành vùng đô thị trung tâm của thành phố thủy nguyên trong thời gian tới Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Thị Xứng, hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Bình, bày tỏ niềm vinh dự khi được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện tin tưởng phân công nhiệm vụ, đồng thời khẳng định bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực tiếp cận và nắm bắt sâu sát nhiệm vụ, kế thừa và phát huy những thành tích mà trường Tiểu học Hòa Bình 1 và Tiểu học Hòa Bình 2 đã đạt được trong những năm qua, cùng tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục, đào tạo huyện nhà ngày càng phát triển.